Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, đến nay huyện Quỳnh Nhai đã có 7 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới về bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện đã đạt 1 trên 9 tiêu chí với 15 trên 36 chỉ tiêu. Hiện nay huyện Quỳnh Nhai đang gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai như thiếu hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số chỉ tiêu tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thiếu nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhận thức của một số cấp ủy chính quyền và nhân dân còn chưa đầy đủ dẫn tới việc triển khai chương trình ở nhiều địa phương còn chậm so với tiến độ. Để đảm bảo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, huyện Quỳnh Nhai sẽ huy động tập trung mọi nguồn lực để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã chưa hoàn thành sẽ đánh giá giả soát phân bổ nguồn lực hợp lý, huy động sự đóng góp chung tay để hoàn thiện các chỉ tiêu tiêu chí, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thu hút nhà đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phân đấu đến năm 2024 có 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng thị trấn Quỳnh Nhai đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.